Chào các bác nha. Đây đây cho bác xem chiếc Mitsubishi MT26 này. Con này tay lái trợ lực nhá, số cơ nhá. Lái trợ lực một cầu. Giá em bao luôn là 38 triệu nhá, giá chốt nhá, 38 triệu. Tay lái trợ lực một cầu. Động cơ 4 máy nhá, số cơ. Em đi một vòng cho các bác xem luôn. Kẹp ở cửa sau nhá. Máy móc em này thì còn đẹp lắm nha. Bô không chưa rỉ mọt mấy gì luôn này. Các bác nhìn cái bô các bác biết nha. Máy móc thì đẹp luôn. MT26 nha, tay lái trợ lực. Đẹp nha. 1.45 lít. Động cơ zin nha. Số cơ. Số phay này. Số chạy của nó toàn bộ bên kia nhá. Có cần tiến lùi riêng luôn nhá. Cầm đây chắc hơi khó nhìn. Lốp của nó đang đi là lốp 11.4/24 nhá. Lốp thì hơi lứt. Lốp thì lứt nhưng mà cái này bỏ sơ mi và thì bao chạy luôn. Gai thì vẫn còn cao. Đuôi trước còn đẹp nhá. Này để cho xương này. Mưa nước xương ướt này chứ không phải là dầu mỡ gì nhá. Đây này. Nước. Đuôi trước này đuôi cứng lắm nha. Lốp nó hơi lướt này, lốp có lướt này. Đấy, có thế nào thì em báo luôn như vậy nhé. Rồi thay lốp và thì nó sẽ đội giá lên. Còn nếu mà để lốp như thế này, bỏ sơ mi vào thì chạy thoải mái luôn, bao chạy luôn. 11.2/24 nhá. Để em để máy cho các bác xem được luôn. Giá em bao luôn nhá, là đi 38 triệu đầu không. Giá cứng luôn nhá. Bác nào ưng được thì quên em chưa thử. Tay lái trợ lực cho các bác nhỉ. Tay lái trợ lực nhẹ tênh luôn. Để em xíu để em bỏ cái lắp lên nhá. Em bỏ cái lắp lên này, em chờ lên xe. Em thử chạy cho các bác xem luôn. Đổ ga.
tay lái trợ lực này, nhẹ ăn. Số đang tiến lùi ra đây nhá. Tập nhanh chậm này, số chạy của nó là 1, 2, 3, 4 này. Để chạy một vòng cho bác xem luôn. Quá đẹp luôn nha. Ok nha. Chào bác nha.